بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إلوني ينشو دال حديث تي بيرو سام سبطة تتيت نخنون كتاب رياض الصالحين. هاي ينطابي جمبو بمون. عن أبي عبد الله عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بانحان برابجون ថាសៃសាលុហិតបើទោះបីជានៅឆ្ងាយក៏ត្រូវតែភ្ជាប់សៃសាលុហិតនេះដែរមិនអាចផ្ដាច់សាច់ឈាមរបស់ខ្លួនបានឡើយអញ្ចឹងនៅប៊ីសល្លឡោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំក៏ធ្វើការភ្ជាប់ឬក៏ភ្ជាប់សាច់ឈាមរបស់គាត់នោះយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងហាឌីសនេះអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអំពីអប៊ីអាប់ឌីលឡាអាមរូប៊ីនអាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូម៉ាកលគាត់បាននិយាយថាសមីអ៊ាទូរ៉ាស៊ូលឡោះខ
năng đói mình mến lưu tích tích tì chẳng mến thà nà bì nì dì mà đó nì cứ nà bì nì dì khăn và đầu hay sao hà bật nó có sạp lưu nà bì sao lò lò sáng bản chú bài nà bì mê bà sa thà in à là bà nì phù lần lây xú bì âu lì yà yì chú kà bật nà sa mà chức này ông bồ mùi nì mình mến chì nè chùi khu nhóm tì nà bì kân dì chẳng sao lò lò hùa lì hì bà sà lầm chẳng ông bồ ả rạp mên chẳng có lì xâm quan ả rạp ແລະກໍສະປອນນີ້ຫຼືກໍກໍສະປອນນູອ້າຍກໍສະປອນໃດນະບີກໍນິຍາຍນີ້ຄືຈະກໍສະປອນແດ່ຈະຈອບໄຊສາລູຫັດຈຸມួយກອດນະຈະຈອມເຕືອຄືຈອບໄຊຊຽມຈຸມួយກອດຫັ້ນໄງປະໄຕກໍນິຍາຍຖ້າປຶກເກຕັ້ງອໍຄະນີ້ນັ້ນມັນແມ່ນຈະໄດ້ຊ່ວຍກອດໂຕທີ່ໂດຍສາໃດໂດຍສາແຕ່ພວກກໍຕັ້ງອໍຄະນີ້ນູອະທົ່ວບາບນະບີສອບບາບຢ່າງຕັ້ງອໍກາແດ່ນະບີສໍລະລໍຫົວອະລີຫິວະສະລາມຮູ
محمد روح نو تي كرون مدينة مكة أجان بان نبي سلام قطع بوك كي تنغوك نو نو من مين جي نيا جوي قوات نو تي سم داو تي لو نيا دايل من جول إسلام نا تاي با نيا جول كان ساسنا إسلام تام نبي محمد صلى الله عليه وسلم كنون جمنا بوك كي نو من مين يان نوش نو تي كو جي نيا دايل جوي نبي صلى الله عليه وسلم وين تو تي تيت إنما ولي الله وصالح المؤمنين jika pernah nak dah kompi khnyom ku Allah Subhanahu wa taala hai nang nak dah soleh jinak mukmin chang Allah taala ku jinak kompi nabi ne chuai nabi Muhammad hai nak mukmin ko chuai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam phang dai knong ka phsap phsai sasna Islam na ba tu bai che puak musyrikun kufar quraish khat kham re reang teup skat nabi sallallahu alaihi wasallam prom teang thua bab nabi yang na ka doy kom oy nabi da'wah tae allah subhanahu wa ta'ala keu che neak chuay nabi hai neak dael soleh na neak dael mu'min ko che neak chuay nabi sallallahu alaihi wasallam phong dae walakin lahum rahimun abulluha bi balaliha pantae puak ke keu che sat nyet na khnyom nang phsa phchap sat nyet ni trong dây thả bộ kê thằng ngọc nét đây là vì dây thả mần mến chỉ để chui khót đấy nó nà. Cứ xâm tớ từ đó con xâm phón A là bị tỏ liệt con xâm phón nó cứ chỉ con xâm phón Quraysh chỉ con xâm phón sạch nhiệt rồi bọn là vì sallallahu alaihi wa sallam phón tay bộ kê môi chùm nuôn mần bàn chôl can sạch nà Islam tế thay mần thơ báp là vì ai nét đây chôl can sạch nà Islam trong chùm nào bộ kê cứ chỉ nét ca phía chui là vì sallallahu alaihi wa sallam chúng nó không hạ đi sinh bằng hai thà trâu sờ lan nhập an niệm mu min niệm min iman để chụp của Allah subhanahu wa taala bắt đầu bây giờ đâu chập sạch nhiệt chỉ môi dương người rước con mình chập sạch nhiệt chỉ môi dương cả đời bắt đầu bây giờ chập sạch nhiệt ngay cả đời có dương trâu tại sờ lan nhập an đây nè hai có không hạ đi sinh bằng hai thà trâu chạ chân người rước con trâu khliết ngay pí niệm cà phê bắt đầu bây giờ niệm cà phê đâu sạch nhiệt chất nắng
chất dinh dưỡng các đạo ấy nếu không hay đi sĩ bằng hai nhà được này hỏi trong Nabi sallallahu alaihi wa sallam quát mình bàn bỏ bằng sạch nhiệt bỏ quát đây mình bên trên Islam được tí nó quát nấu tại chọp sạch nhiệt bỏ quát quát nấu tại rẽ xa tìm nợ tìm nôn nè cái nông này đã qua buộc qua tình hoa kia đây mình mang trên Islam nâng ở với mà căn sân này Islam vậy bắt tay là bi cần gì từ bốn cái thảm ấy cái thả in là bani phụ lớn lấy số bi âu địa gì nè buộc kia tình hoa kia nâng cứ mình mến chỉ nhé chui khi nhầm người tê được dần gì mình chẳng nó là sầm tay từ lâu nè đây mình chối sân này Islam tại là chối Islam sân này Islam cứ như là đại ca bây giờ bi control bi không ca đã qua tới chụp của Allah subhanahu wa ta'ala trong nó không hadith này bằng hàng thả sạch nhiệt nè bởi tôi bây chỉ ngay chẳng nào cả đó có mình trở cắt và đạch đề nhà sạch chiêm rồi bảo dương dương mình trở cắt và đạch tì vì sao bằng phát cứ sạch nhiệt để chết sạch chiêm để chết bằng phát chỉ mùi dương được chụp bằng ôn bằng cơ chỉ đồn mùi chỉ thốt mùi chứ mình xài miệng nó cứ chia sạch nhiệt nhiệt để chết chỉ mùi đường dương hơi nè anh chẳng person bảo dương mình rọp tê nè để chết nó cứ việc cần được ngay từ tiên ai nè để ngay person bảo dương rọp nè từ bây giờ sạch nhiệt cả đau chỉ thốt mùi ý chẳng tới dương rọp với tới chết vĩnh هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته